Chào mọi người đã trở lại với kênh của bé sữa vlog nha. Hôm nay bé sữa sẽ đi tham quan chợ Bình Nhật nha mọi người. Hôm nay là ngày rằm cho nên bé sữa sẽ đi mua bông để cúng. Mọi người thấy bé sữa có dễ thương không nè? Bé sữa hôm nay là được 1 tuổi 3 tháng nha mọi người. Bé sữa mới đi thôi. Bông đẹp quá. Rồi sau đây bé sữa sẽ đi mua rau, về để mà hôm nay là ăn chay. Đây là bé sữa mua khoai tây nha mọi người. Sữa chọn mấy chiếc khoai tây quá ngon luôn. Ủa sao rớt rồi? Sao con mua mà con bỏ đi con? Ơi lựa cho to nhất luôn kìa. Cầm không nổi luôn. Bé sữa để là gọn gàng lắm mà. Rồi bác sữa sẽ đi qua cái rồi. Sau đây bác sữa sẽ đi tới cái gian hàng đồ mũ của mọi người. Có thuốc nhiều bông nữa nè. Hình như là bác sữa đang chăm chú đang kiếm cái gì đó. Thầy chở cho bố cho đổ tao rồi. Đưa đem cho bố đổ. Bác sữa như là mua tính đi mua thao gì đây. Nhà như hết thao vậy rồi. Nhưng mà đi chập chững. Vẫn chưa định hình được là mua cái gì. Đây. Có một cô lại cho là một cái chùm me. Nhưng là me nhưng không phải là cái món mà mình sẽ thích. Đó, thích luôn rồi, tàu cầm không nổi luôn. Bỏ luôn, không quan tâm tới luôn. Rồi như là cô bé đang thích cái thú vô ông. Ồ phải đúng rồi. Ôi mệt mỏi quá. Trời ơi nằm luôn. Vậy là cô bé này có đam mê thích thú nhiều bông nha mọi người. Cảm giác là đang rất là thỏa mãn. Rồi sau đây là tới màn đập phá. Cái màn đập phá đồ. Lựa cái gì mà lựa dữ gì sữa. Mà lựa hồi chắc ba chốn luôn quá sữa. Cảm ơn mọi người xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.